Mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Thì em tên là Hữu Nghị, địa chỉ của em là ở Phương Ninh, xã An Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì số điện thoại của em là 038 450 9846, đó cũng là số Zalo của em. Thì hôm nay em có một số phôi mai vàng và tứ quý cùng bông giấy, thì xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Dạ, thì đầu tiên mình vô cây số 1 là một phôi mai vàng. Dạ, phôi mai này thì nó lùng lực cái cô chú anh chị. Này, đế thì cũng bỏ đều hết. Chung là cái này cốt chi này em chừa ha, vậy cô chú anh chị mình lọc lại bớt ha, nó quá nhiều. Này, dán hơi siêu siêu ha. Dạ. Rồi, xin đo thông số luôn ha. Dạ, vị trí này là 48 vành của chú anh chị. Tụt. Dạ. Dạ, 49 yếu là tính 48 ha. Dạ. Chiều cao là 55. Đường kính bầu là 53. Dạ. Thì cây phôi mai vàng mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4.800.000 ha, em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo là một phôi mai vàng nữa các chú anh chị. Thì phôi này cái một cốt ha. Dạ. Chi cành thì nói chung là nó đóng cũng tương đối đều hết ha. Ở trên đây nữa là mình sẽ lấy lại cái đọt bình thường ha, em cắt rồi ha. Dạ. Nếu cô chú anh chị nào mà muốn chơi bonsai thì có thể mình cắt lụng xuống chút. Dạ, bấm theo cả tầm này là mình chơi cũng được, hoặc là tầm này gì đó thì theo cô chú anh chị. Đế thì đều ha, bỏ giáp vòng hết. Dạ, gốc nở. Dạ, em xin đo thông số. Dạ, ngay vị trí này là 45 của chú anh chị. Đây, đo còn bỏ gắt xa trên này ha. Em hào thử cái ngang với cái cậu rễ ha. Dạ, ngang cái cậu rễ là nó 58 thôi chú anh chị. Chiều cao là 105. Đường kính bầu là 52. Dạ, phôi mai vàng thứ hai này em cũng cho lưu giá là 4.800.000 luôn nha quý anh chị. Dạ, em bao ship toàn quốc ha. Dạ. Tiếp theo là phôi mai thứ ba cũng là phôi mai vàng luôn quý anh chị. Dạ, phôi này thì nói chung là nó hơi khéo ha, nó có dáng hơi siêu nhẹ. Có cái bệ quá trời. Dạ, đế thì sổ nôm ha. Cái này là người ta nuôi chậu ha, có chú chị, cái này làm gốc chậu ha. Rồi bó sữa dừa vô thêm cho nó giữ ẩm. Dạ, vị trí này là nó trên chút đây. Ừ. 24 vành của chú anh chị. Đây, đo trên cái cổ nhỏ nhất ha. Để em đo thử nguyên cái bệ của nó đặt. Dạ, bệ đặt là 44 ha. Cái độ sổ nó là cũng 20. Chiều cao là 60. Đường kính bầu là 55. Phôi mai vàng mã số 3 này thì em giao lưu với giá là 2.200.000 của chú anh chị. Tiếp theo là phôi mai thứ tư là phôi mai tứ quý của chú anh chị. Đây, phôi này là bộ đế giữ á. Này, đế cắm xuống không nha, nguyên cái cũ quá trời. Đế thì bỏ đều hết ha. Đây, nó nằm hơi trong chút. Đây, qua trời cái cũ. Cái này thì nói chung là chi cành nó bỏ cũng tương đối đều hơn của chú anh chị. Đây. Nó bỏ cái mặt này thì hơi nhiều ha, còn bên đây thì nó cũng có chi cành ha. Nó hơi ngắn vậy mình dòm thấy nó không có ai.
Cái này mình về mình ghép ra mình cũng bẻ với lại mình chơi thôi chú anh chị. Rồi em xin đo thông số ha. Ngay vị trí này là 38 hoành. Hoành thang 38 hoành. Em đo cái độ số nôm nó luôn. Số nôm nó mình tính 20 đi ha, nó hơn 20. Chiều cao nó tầm 1m7 của chú anh chị. Hết thứ chai mà nó còn khoảng cỡ hơn gan. Đường kính bầu là 60 ha. Rồi, cây tứ quý mã số 4 này em xin giao lưu với giá là 3.500.000 ha của chú anh chị. Em cũng bao ship ha. Rồi. Tiếp theo phôi số 5 là cũng phôi mai tứ quý của chú anh chị. Thì đây, phôi tứ quý này nó cũng bỏ đều chân bốn mặt ha. Đây, cô chú anh chị mình xem. Đây là không trống chỗ nào chân ha. Nó vô đều hết. Mà mặt bên đây nó quá dày. Sổ luôn. Cái này nói chung là tay cành thì nó cũng bỏ đều hết tại chỗ nhà đó đó. Người ta chặt nó hơi sát nhưng mà cũng còn lúa cốt kia để mình ghép được ha. Đo hoành thăng, hoành thăng là 40 của chú anh chị. Độ số nôm nó cũng 20 ha. Chiều cao là 117. Đường kính bầu là 45. Rồi, phôi mai mã số 5 tứ quý này em xin giao lưu giá là 2.200.000 của chú anh chị, em cũng bao ship ha. Tiếp theo là mã số 6 cũng là phôi mai tứ quý của chú anh chị. Này thì nói chung là nó cũng có duyên lắm. Cây nè, cũng có cái hình hơi ngộ ha. Đế thì nó cũng sỏm sỏm nha. Này. Cũng bỏ đều hết chứ không thiếu đâu chứ. Đây, cái này cũng hơi bới quái ha. Cái này thăng này em cắt chưa hao chú anh chị, về đây cắt lại cái nữa ha. Là nó ra hình ha. Em vị trí này là 31 hoành của chú anh chị. Đây, đo chị Hào bỏ rất là xa ha. Độ số nôm là 23. Chiều cao là 72. Đường kính bầu là 50. Rồi, phôi tứ quý mã số 6 này em xin giao lưu với giá là 1.600.000 ha, bao ship luôn ha chú anh chị. Tiếp theo là phôi số 7 là một phôi bông giấy Mỹ của chú anh chị. Đây, một củ rất là sumo ha, lùng lịch. Đây, cốt chì thì đông cũng khéo ha. Cái này mình chơi ghim cũng được mà về mình ghép cũng được. Nói chung là cây này khéo cây chơi xong được hết. Em xin đo thông số ha. Đây, em đo ngay cái vị trí này là được 54 ha. Chiều cao là 48. Cái này là em nhổ ha cô chú anh chị, rồi cái này là bầu sẽ dừa lại ha. Rồi, phôi bông giấy Mỹ mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 3.200.000 cô chú anh chị, em cũng bao ship ha. Thì tiếp theo là mã số 8 là một phôi giấy sắc pháo giấy ta mình ha chú anh chị. Thì cây này nó có cái dáng bay ha. Dạ, nó lắc lượng cua cũng khéo. Cái này thì nó cũng nói chung là có cũng ít công nghệ à. Thì nói chung là nó chỉ có cái thằng thôi, hơi khéo thôi. Nó cây này nó bay chú anh chị. Đây. Đó. Nào. Bay đúng lượng lắc luôn ha. Đo vị trí này là 36 hoành ha chú anh chị. Chiều dài nó thì cũng tầm 1m9 2m ha. Dạ. Thì cái này em cũng nhổ ha, cũng bầu sẽ dừa ha. Thì
cây sắc pháo mã số 8 này em xin giao lưu giá là 1.900.000 ha, em cũng bao ship. Tiếp theo là một phôi mai, một phôi bông giấy ha, cái này là ba màu ha cô chú anh chị. Màu đỏ với màu hơi cam cam với màu hơi hường, là cái này là bông giấy này là ba màu ha. Đây, cái này đó ta trồng trong cái chậu ở cái xe đen á, nó quấn quấn cái củ cũng hơi đẹp. Em xin đo thông số xung quanh luôn ha. Rồi, vị trí này là nó 38 miếu tính 37 ha cho anh chị. Nguyên cái củ là 65 ha. Rồi, chiều cao là 120. Phôi bông giấy ba màu mã số 9 này em xin giao lưu với giá là 2.200.000 ha, em cũng bao ship với cô anh chị. Tiếp theo là cái mã số 10 cũng là cái bông giấy hết anh chị, sắc pháo ha. Dạ. Cái này em cũng nhổ ha, là bầu sẽ vừa đó. Cây thì nói chung là nó cũng lắc lượng ha. Khéo. Cũng trồng trong cái xe đen á, thành ra là cái cũng có cái củ cũng đẹp ha. Xin đo thông số. Ngay vị trí này là 34 yếu ha, em tính 33 thôi. Đây, nguyên cái củ đó là 71 ha. Chiều cao là 115. Đây, cây bông giấy mã số 10 này em xin giao lưu giá là 2.100.000 ha, em cũng bao ship. Tiếp theo là phôi số 10, 11 là một phôi bông giấy luôn ha các anh chị, sắc pháo ha. Dạ. Đây, cây này thì nó cũng cong cong ha, lắc lượng cũng quái ha. Đây. Chứ nó có cái hình cũng hơi ngộ ngộ ha, mình mà quên nó đây, có cái chỗ này nó có cái hơi bị xăm ha, nó mục ha mà nó xăm rồi. Còn không đầy ngón tay nữa ha, cỡ ngón tay út à. Dạ, quanh thang vị trí này là 30. Chiều cao là 115. Cái mã số 11 này bông giấy sắc pháo em xin giao lưu giá là 1.400.000 của anh chị, em cũng bao ship. Tiếp theo mã số 12 cũng là phôi bông giấy sắc pháo thôi chú chị. Cái này em nhỏ không ha, nữa chừng nào chốt thì em bầu sẽ vừa lại ha. Cái này nói chung là thăng lắc lượng cô chú anh chị. Rễ thì nó có không có nhiều mấy cộng à, nhưng mà cái thăng nó khéo. Dạ. Một cốt lắc lượng. Rồi. Quành thăng ở vị trí này là 28 cô chú anh chị. 28 quành ha. Chiều cao nó khoảng 1,7 thôi chú anh chị. Rồi, cây mã số 12 này em xin giao lưu với giá là 1.300.000 em bao ship với chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã số 13 cũng là một con giấy sắc pháo chú anh chị. Thì cái này, cây này nó cũng có hai ba cái đường chơi ha, thì em để đại nè, cô chú anh chị nào về thích chơi sao thì mình cắt lại ha. Dạ. Nên cái này đặc biệt là nó cái hình của cái củ nó hơi quái quái ha. Này. Củ nó dầm thấy cũng ngộ ngộ. Rồi, hoàn thang vị trí này là 31. Chiều cao thì em đo tới đây thôi ha. Chiều cao là 95.
Rồi, phôi mã số 13 bông giấy sắc pháo này em xin giao lưu với giá là cũng 1.300.000 heo chứ anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 14 là một phôi bông giấy sắc pháo luôn ha cô chú anh chị. Đây. Chung là mấy cái này nó đơn giản quá không có làm bầu được. 21 cô chú anh chị nào chốt thì em sẽ bó bầu lại sau ha. Cây thì nói chung nè, nó cũng đắt lượng khéo cây ha. Bình thăng ở vị trí này là 25 thôi chứ anh chị. Rồi 26 yếm đến 25. Chiều cao là 130 m3. Rồi, cái mã số 14 này là em xin giao lưu giá là 1 triệu ha, em cũng bao ship. Thì cũng là mã số cuối cùng thì cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em. Dạ em xin cảm ơn.